ngày 21 tháng 3, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Tống Thanh Tính, sinh năm 1987, ngụ Bình Dương, để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tính là tài xế điều khiển xe bán tải tông loạn xạ trên đường DT743 vào chiều 17 tháng 3 làm một người chết, 4 người bị thương. Qua kiểm tra, người này không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế ngủ gật. Theo đó, Tống Thanh Tính là chủ tiệm bánh mì tại thành phố Thuận An, thường dậy sớm lúc rạng sáng để làm bánh mì, rồi bán tới trưa sau đó nghỉ ngơi, ngủ bù. Vào ngày 17 tháng 3 sau khi bán xong, Tính điều khiển xe bán tải đi công việc ở thành phố Tân Uyên. Tới khoảng 16 giờ cùng ngày, khi đang quay về trên đường DT743 đoạn gần Ủy ban Nhân dân phường An Phú, thành phố Thuận An thì ngủ gật, không làm chủ tay lái để cho phương tiện tông vào 3 xe máy rồi lao lên vỉa hè tông vào một cây xanh, một biển báo giao thông. Hậu quả làm anh N.V.T. 34 tuổi, quê Nam Định, chết tại chỗ, 4 người khác bị thương nhẹ, các phương tiện hư hỏng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.